Hồi thứ 17, đồ cô Hỷ Hồng tính kế thoát thân. Nào lão Hùng Nhiên nói lời chân nên nói. Có bài thơ rằng, tâm cảnh xưa nay phải sáng ngời, chớ vì một việc lỡ làng đời. Năm xưa từng bị người lừa dối, nay gặp chân nhân ngộ nhận tôi. Nói về đàm sứ Đoan, thấy cổ Dụ Phong có mấy lời phần khí lành, muốn hay quá cho. Nào ngờ cổ Dụ Phong không đợi anh mở miệng đã nói luôn: đạo trưởng cháu nhiều lời, mấy ông nói cái gì tôi cũng nghe phát chán rồi. Ông nói nữa tôi cũng không tin đâu, tôi bị mấy ông làm cho sợ thất kinh. Mấy ông có tu hành gì đâu, theo tôi thấy chỉ là ngọc kiếm cơm áo mà thôi. Nói xong ông rồi bước trở vào, không đi ra ngoài nữa. Sứ Đoan nghe mấy lời quỷ bán cửa đạo đó, liền muốn chấn chỉnh không khí trong đạo. Ngước lên nhìn, trời đã về chiều. Ông bèn ngồi trước cửa nhà ấy. Trời tối, có mấy cái dáng trong nhà sẽ đuổi ông đi. Họ xách thùng nước lạnh, dội ướt chỗ cửa rồi đi vô. Đàm Sứ Đoan thấy họ làm ác như vậy, liền đi ra gian đường ngồi. Đêm đó, trời đổ tuyết dày hơn một thước. Rạng ngày, cai chánh trong nhà mở cửa ra xem, thấy ông ngồi ngoài trời, xung quanh tuyết chung thành đống cao, còn ngay trên thân ông thì chẳng bám chút tuyết nào. Thế lạ lùng quá, họ bèn chạy bẩm báo với cổ cho cổ Dụ Phong biết. Dụ Phong nghe xong liền bước ra xem, tới gần Đàm Sứ Đoan, thấy bên thân ông có hơi nóng bốc lên. Dụ Phong biết đây là người có đạo, liền mời vào nhà đãi như thường khách. Dụ Phong nói: chẳng phải thì tôi không tin đạo, chỉ vì giữa đạo không có người tốt. Nếu họ cũng khổ không tu luyện với đạo trưởng thì ai mà dám tôn chẳng tôn kính. Tôi này đã nguyện cung dưỡng đạo trưởng, ông ở nhà tôi 3 năm hay 5 năm hay 10 năm tôi cũng vui lòng. Ngày mai tôi chọn giờ lành, xin bái đạo trưởng làm thầy, chẳng hay ông có nhận lời hay không. Đàm Sứ Đoan vốn muốn nộp cho Dụ Phong, nay thấy ông khởi lòng tin nên gật đầu đồng ý. Cổ Dụ Phong mừng lắm, sai tôi tớ quét dọn một gian phòng phía sau, rồi mời Đàm Sứ Đoan vào nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều có cơm chay đầy đủ, không thiếu sót chút nào. Dụ Phong còn sai một A Hoàng tên Hỷ Hồng thường lo trà nước cho Đàm Sứ Đoan. Thật là đạo tôn đức quý, diệu lý vô cùng, thấm thoát hơn nửa năm mà Dụ Phong chẳng tới cầu học đạo gì hết. Quả thật Dụ Phong là người tham đạo chứ không muốn học đạo. Muốn người ta cung dưỡng của ông để tạo phúc cho ông, tu hành cho ông để ông thụ hưởng phúc đức thiện thành. Đàm Sứ Đoan thấu suốt tâm cơ của Dụ Phong nên chẳng muốn nhận cung dưỡng nữa, mấy lần muốn từ biệt ra đi. Nhưng Dụ Phong cầm giữ vài, rồi sai người nhà canh giữ kỹ lưỡng, ngăn cản, không cho Đàm Sứ Đoan ra đi. Đàm Sứ Đoan đi không được, bằng nghĩ ra một kế, làm theo kế này thì mới ra đi được. Một lát, con Hỷ Hồng ngăn trà vào, Đàm Sứ Đoan nắm cổ tay nó nói: tay nàng trắng trẻo sạch sẽ quá, khiến người ta thương lắm. Hỷ Hồng mắc cỡ bản mặt ngượng đó: trắng như sơn đen thì có, thì đừng có ghẹo tôi à nha. Nói xong nó chạy lên nhà trên bẩm báo cho vợ của cổ Dụ Phong biết. Bà liền nói với chồng: thầy Đan á, thầy Đàm vừa chọc ghẹo con A Hoàng nhà mình. Lão ta không phải người tu hành chân chính đâu, thôi để lão ta đi khuất cho rồi. Dụ Phong nghe vậy không tin, nói rằng: con Hỷ Hồng làm biến đem trà nước cho thầy,
nên đặt điều vậy thôi. Vợ dụ con như chồng nói vậy, liền quay lại mắng Thủy Hồng vài câu, Thủy Hồng cũng không nói nữa. Hai ngày sau, dụ con với con Thủy Hồng đưa trà nước đến đàm sứ đoan, liền đi lén phía sau xem động tĩnh thế nào. Quả nhiên thấy đàm sứ đoan nắm tay Thủy Hồng cười nói: tài nạc trắng như ngọc, mềm như bông, người đâu mà đáng yêu quá. Dù không đứng rền bên ngoài, nghe thấy giận lắm, muốn tới tấm cổ lão này đi. Nhưng lại nghĩ, lão ta mấy lần muốn đi, mà mình hai ba lần cầm giữ lại. Nay đuổi đi thì tỏ ra mình bất nhân, chi bằng viết mấy câu dán lên vách, lão ta đọc hiểu là nhất định sẽ tự đi. Còn mình dặn thủ hạ đừng ngăn cản, vậy là tốt rồi. Hôm sau, cơm sáng xong, đàm sứ đoan không thấy Thủy Hồng mang trà nước tới, biết kế đã thành. Bước ra ngoài xem, ông thấy trên vách có dán một tờ giấy viết bốn câu: gió Tây khuê thổi tuyết tung qua, ngồi lạnh bồ đoàn hình ảnh tà. Chớ nói thiết đai ai tợ ngọc, thân xưa như ếch nhớ chăng ta. Sứ đoan đập xong, cười cười đi vào phòng, thấy trên bàn có bút mực, cầm lấy rồi trở ra bên ngoài, viết bốn câu lên tờ thiếp đỏ. Viết xong, ông vào phòng gom hết hành lý đi thẳng ra cổng, nói liền mấy tiếng: đa tạ, đa tạ. Chẳng có ai trả lời, ra khỏi gia trang. Ông đi về hướng Nam, đi được 2 năm, thì ông trở về Bắc. Chuyện của ông sẽ nói sao? Nói về đám gia nhân của Vũ Phong, vì chủ dặn dò rồi, nên chúng để mặc đàm sứ đoan ra đi, không ngăn cản. Sau khi sứ đoan đi rồi, chúng chạy vào bẩm báo với Vũ Phong. Vũ Phong đi ra phía sau, thấy tấm thiếp của mình dán trên vách, có viết thêm 4 câu rằng: nói chi tiết nguyệt với phong qua, ruột thẳng há buồn hình ảnh tà. Không nói hỷ hồng tai tợ ngọc, thân này ếch giếng thoát ra không. Cổ Vũ Phong đọc xong 4 câu, mới biết đàm sứ đoan nói giỡn với con Vũ Hồng, hỷ hồng chỉ là cái kế đi thoát thân thôi, nên than thở hoài, chuyện không nói tới nữa. Đây nói về Dương Sứ Nhất, sau khi rời thôn Đại Ngụy và chia tay đạo hữu, thì đi tới đất Phồng Châu. Lộ phía bắc của Phồng Châu có một ông tên là Diêu Sùng Cao, từng làm quan ở phủ Tân An, vì chán tình đời nên từ quan để vui thú điền viên. Ông rất mộ đạo, thấy người xuất gia thì xem như người thân thiết, bất kể người tu hành hay không, ông đều muốn đặng đạo. Gần chỗ ông ngự có một cái đạo quán tên là Ngộ Tiên Quán, chủ trì đạo quán cũng là một đạo sĩ. Phạm sư tăng hay đạo sĩ qua lại thường tá túc ở đạo quán này. Diêu Sùng Cao dặn dò chủ quán rằng hễ có người tu nào tới đá tá túc đạo quán thì thông báo cho ông biết. Chủ quán đồng ý. Ngày nọ có một người không phải sư tăng cũng không phải đạo sĩ, tự xưng mình là người có đạo, khoe khoang mình có thần thông quảng đại. Năm nay 96 tuổi, từng gặp tổ sư Trương Tam Phong vài lần, cũng gặp Lã Động Tân mấy bận. Đạt Sư Ma là thầy, Đạt Ma là thầy ông, Tế Tiên là bạn ông. Ông có tính tĩnh tọa một ngày không mệt. Ngày đó ông tới đạo quán, khoe là đã độ vô số người. Chủ quán hỏi tên, ông ta nói hiệu là Hồn Nhiên Tử. Quán chủ liền dẫn Hồn Nhiên Tử tới gặp Diêu Sùng Cao. Vừa thấy mặt Hồn Nhiên Tử nói ngay: hòa thượng là quỷ đói không? Hòa thượng là quỷ đói chỗ sắc, đạo sĩ là ma dương chỗ khí, không thành tiên chẳng thành Phật, sao bằng ta đây nhìn thấu muôn nghiệp, hạt bụi không nhiễm,
vậy mới đáng kể là bậc tu hành chân chính. Ai học đạo của ta thì sống dài trăm tuổi. Diêu Sùng Cao nghe nói vậy thì thích lắm, liền bái Hồn Nhiên Tử làm thầy, lưu trong nhà để cung dưỡng. Hồn Nhiên Tử ăn nói bất kể số, không khen ai, mở miệng là chê bai sư tăng và đạo sĩ. Bây giờ đạo sĩ Ngộ trụ trì Ngộ Tiên Quán đứng bên cạnh, nghe Hồn Nhiên Tử chê bai sư tăng và đạo sĩ như vậy, lòng chẳng phục, thầm nghĩ lão già này chẳng biết điều, mình có hảo ý tiễn lão, tiến dẫn lão tới đây để lão được cung dưỡng, vậy mà mở miệng ra là lão tùy hủy bán sư tăng và đạo sĩ liền. Chẳng biết hễ dở ngói mái nhà thì phải coi thử, phải coi chừng người bên dưới. Lão thấy Diêu Sùng Cao kính trọng lão thì lão trở mặt. Khinh rẻ đạo sĩ chúng ta, phải tìm một cao nhân tỉnh tọa hơn lão, cho lão một phen bẻ mặt thì mới tội lòng ta. Nghĩ xong, quán chủ từ biệt Du Sùng Cao rồi trở về đạo quán. Mai sau vài ngày sau, có Dương Siết Sứ ghé đạo quán tá túc. Quán chủ nhìn tướng mạo tiêu sái của Dương Nhất Sứ, thì biết là người có đạo, lại thấy ông suốt ngày tĩnh tọa, tinh thần sảng khoái. Quán chủ thầm nghĩ, muốn chơi đạo Hồn Nhiên Tứ một gứa thì phải nhờ ông đạo này. Nhưng sợ ông này không chịu đi, chủ quán bèn nghĩ ra một kế. Ông gọi Dương Sứ Nhất rằng, nhà của ông Diêu Sùng Cao có một vị tu hành rất cao, ông ta có thể tự tọa hơn 10 ngày không mệt mỏi. Tôi cũng muốn đạo hữu tới đó thăm ông ta chơi, không biết ý của đạo hữu thế nào. Dương Sứ Nhất nghe nói vậy thì rất vui, liền cùng quán chủ tới phủ của Diêu Sùng Cao. Người gác cổng chạy vào bẩm báo, Diêu Sùng Cao bước ra tiếp đón và mời họ vào phòng khách để đãi. Chưa kịp nói năng chi, cũng thấy một lão đà bạc đầu đi vào. Dương Sứ Nhất nhìn lão ta, thấy chân mày thô, mắt nhỏ, mũi hớt và má cao, môi hổ răng dẫu, mặt vuông tay dài, râu ria lưa thưa, tóc bạc dài chuẩn, hình dung giống bà lão lắm. Lão ta đi vào phòng, ngồi ghế trước mặt. Quán chủ nói Dương Nhất Sứ rằng, lão tiên sinh đây là vụ tư hành rất cao mà tôi đã nói với đạo hữu đó. Dương Sứ Nhất nghe vậy liền đứng dậy dán chào. Lão ta điềm nhiên ngồi chẳng nhúc nhích, coi như dưới mắt lão không có Dương Sứ Nhất vậy. Lão nói, người đã trồng hoa hay cắm liễu? Dương Sứ Nhất không hiểu, chưa kịp đáp thì lão ta hỏi tiếp, người có vợ chưa? Thấy lão nói chuyện thế tục, Dương Sứ Nhất đáp, cũng có rồi, nhưng đi tu nên bỏ ở nhà. Lão ta nói, cũng cho ngươi đi tu quá, mới hỏi vài câu mà không biết chi hết. Ta nói ngươi biết, trồng hoa tức là thiếu niên xuất gia, cấm liễu là trung niên xuất gia, hỏi ngươi có vợ chưa tức là chân âm tiêu túc chưa. Ngươi lại lấy chuyện thế tục để trả lời ta, ngươi thiệt là không biết đạo gì hết. Nếu hỏi người có thai chưa, chắc ngươi cũng không hiểu. Lão Hồn Nhiên Tứ làm nhục người khác ngay trước mặt Dương Sứ Nhất thì không để tâm, nhưng nhìn thấy quán chủ thất sắc, mặt đỏ bừng thì không thể không nói vài câu chỉ thể diện. Lão tiên sinh vừa nói tới chân âm, vậy chân âm này vật gì vậy? Lại nói tôi có thai,
nhưng không biết thai từ chỗ nào mà kết. Cái được mang thai đấy là vật chi? Hồn Nguyên Tử nhất thời trả lời không được, gượng cười nói: Quyền cơ không thể tiết lộ, sao có thể nói người biết dễ? Hả, nói cho người biết dễ dàng vậy sao? Quán chủ nhìn lão ta trả lời ngượng, biết là lão ta không hiểu, nên nói với Dương Sứ Nhất rằng: xin đạo hữu giảng giùm, ông ta không biết, đừng hỏi ông ta nữa. Không phải không biết Dương Sứ Nhất giảng cái chi, hồi sau sẽ quân giải. Quả thật, mấy lần khuế lỗ miệng, hỏi cái đáp chẳng xong.